Antex là một dự án mới và có sự góp mặt của Sark, Nguyễn Hòa Bình, CLN, Ford, Omnitech Group. Dự án đang cung cấp một bộ dịch vụ phi tập trung càng ngày càng phát triển. Mục tiêu sẽ mang lại giá trị cho DeFi nói chung bằng cách cung cấp thông tin, cung cấp công nghệ đột phá. Vậy thì hệ sinh thái Entech là gì? Sản phẩm tiền điện tử và tính năng của Entech như thế nào? Hãy cùng tiền thưởng hai tự tiền thụ động 24 giờ tìm hiểu thông qua bài viết nhé. Entech Ecosystem là gì? Entech là một hệ sinh thái tài chính sử dụng công nghệ blockchain in tích hợp liên tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc sử dụng crypto trong đời sống thực và nhân quyền, các ứng dụng phi tập trung. Mục tiêu của Entech là mang lại giá trị cho không gian DeFi nói riêng bằng cách cung cấp các sản phẩm có công nghệ đột phá đã được kiểm toán bởi Segetic và ngành công nghiệp tài chính blockchain nói chung nhờ dịch vụ Fiat Gateway trên các quốc gia khác nhau. Các sản phẩm trong hệ sinh thái Antech Việt Nam VNDT, Stablecoin. VNDT là một stable coin giá trị 1.000 Việt Nam DT bằng 1.000 Việt Nam đồng, được sử dụng cho việc trao đổi giữa các loại crypto có tính thanh khoản cao và đồng fiat Việt Nam đồng. Đây chính là một sản phẩm mũi nhọn giúp cho người sở hữu fiat có thể tiếp cận được với thị trường tiền điện tử một cách dễ dàng và an toàn nhất. Việt Nam DT Stablecoin được bảo chứng bởi Ngân Lượng, một trong những trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép Fiat Gateway, ví Việt Nam DT. Việt Nam DT là cổng VNDT là cổng trao đổi giữa tiền fiat và crypto. Ví VNDT cung cấp cho người dùng VNDT Stablecoin có giá trị ổn định và được sử dụng trong các giao dịch thương mại điện tử, tiết kiệm cho vay và đầu tư. Ví VNDT ở thời điểm hiện tại có 42.000 người dùng ở trên 20 quốc gia tại Việt Nam. VNDT đã được ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như Ngân Lượng, Vimo, Fasto, Tiền Ngay, Monka, KRChi In, Crypto Ending. Người dùng có thể sử dụng crypto để sa vinh hoặc gửi tiết kiệm đồng VNDT với lợi nhuận rất hấp dẫn, lên đến 15% một năm. Lợi nhuận sa vinh có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Bạn có thể kết thúc hợp đồng bất lúc cứ lúc nào. Crypto Loan. Người dùng có thể tận dụng crypto để vay VNDT trong lúc vẫn muốn giữ crypto. Người dùng có thể vay đến 88% giá trị tài sản thế chấp với Crypto Loan. Người dùng có thể thế chấp crypto của mình để mua các tài sản vật chất như xe cộ, căn hộ với một khoản lãi suất nhất định dưới sự quản lý an toàn của cổng.